Chào các bạn, trong buổi sáng ngày nay thì có một bạn khách của tôi có gọi điện từ rất là sớm, có hỏi rằng là bên thầy đang có một chương trình tặng quà cho khách hàng và thu một phần phí ship hay không. Thì ngay từ buổi sáng mà bạn điện cho tôi khiến tôi rất là giật mình, bởi vì thứ nhất là hiện nay thì bên tôi cũng chưa có những chương trình tặng quà như vậy như bạn nói. Thì tôi hỏi thêm thì bạn bảo rằng là có một bên là từ sáng điện cho em bảo là hiện nay là bên thầy Tuấn đang có một cái chương trình là tặng anh chị một cái phần quà may mắn. Tuy nhiên là sau khi nhận được phần quà thì anh chị là gửi cái tiền phí ship là 70.000. Tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì cho dù là tôi tặng quà thật đi, đúng không? Mà ship đi toàn quốc thì tiền ship cũng chỉ tầm khoảng 30.000 đổ lại thôi. Nhưng mà tại sao lại bảo rằng là thu khách hàng là 70.000? Tôi thấy là rất là vô lý và có vấn đề ở đây. Đấy, cảm thấy là có vấn đề ở đây. Đấy, thì sau khi mà tìm hiểu thì tôi biết được là hóa ra là có một bên đấy, họ giả mạo mình, đấy, giả mạo trên cái uy tín của mình này, đấy, bằng một cái cách nào đó mà họ lấy được những thông tin của những người khách hàng, đấy, những người khách hàng mà đã từng liên hệ với tôi, sau đó điện cho một loạt các thông tin nói rằng là hiện nay là bên thầy Tuấn đang có một cái chương trình tặng quà và khi được là anh chị là trả một cái khoản phí ship như vậy, đấy, rất là vô lý. Vì vậy mà tôi muốn làm ngay một video để mà cảnh tỉnh, để mà chia sẻ các bạn là hiện nay là đối tượng giả mạo nó rất là tinh vi. Như video trước tôi đã chia sẻ với các bạn đó là có người là giả mạo cái fanpage của tôi, đúng không? Đấy, thầy Tuấn Phong Thủy đấy, thì sau đó thì cũng đăng rất là nhiều những cái video của tôi, đấy, đăng rất là nhiều video và tư vấn cho khách. Rất là nhiều người bị mua nhầm những vật phẩm phong thủy kém. Đấy, tôi vào luôn để cho các bạn xem nó dễ nhá. Đấy, tôi sẽ vào luôn cái phần là các bạn này tìm này, thầy Tuấn Phong Thủy, thầy Tuấn Phong Thủy. Đấy, các bạn gõ như này thì hiện nay thì các bạn cũng sẽ thấy hiện ra đây này. Đấy, có ba cái fanpage đều là tên là thầy Tuấn Phong Thủy như này. Đấy, đây là cái fanpage chính thức của tôi này. Các bạn lưu ý là cái fanpage chính thức của tôi lúc nào cũng có những thông tin liên hệ như này, có trang web, có số điện thoại, có kênh. Đấy, mình uy tín là mình phải có tất cả những cái thông tin cá nhân, nhưng mà trang của họ thì như này, các bạn vào xem thầy Tuấn Phong Thủy thứ hai nhé. Đấy, đây này, có nghĩa là họ lên trên mạng họ sưu tầm các ảnh của mình về, đấy, sau họ gán ghép vào, các bạn thấy này, đấy, gán ghép vào đây, nhìn chất lượng ảnh rất là mờ. Đấy, họ giả danh mình mà, các bạn hình dung không? Em cũng rất là nhiều người theo dõi này. Đấy, sau đó các bạn này, đấy, lấy cả những cái video mà tôi chia sẻ này, y hệt luôn, y hệt tất cả các video luôn này. Tất cả video rất là nguy hiểm. Đấy, và sau đó gửi cho những người mà tin tưởng những cái vật phẩm như này. Đấy, những vật phẩm giấy này rất là kém chất lượng mà làm gì có tác dụng gì đâu. Đấy, trong khi những cái kim bài mà tôi khai quang cho bạn thì những kim bài là bằng đồng. Đấy, tấm đồng nguyên chất như này năng lượng mới mạnh, mới cao được. Đấy, họ gửi cho khách hàng và chưa kể là lấy rất là nhiều những cái video của mình để mà làm. Đấy, gây những cái sự ảnh hưởng nhầm lẫn. Đây này, các bạn thấy chưa? Đấy, rất là nhiều video của tôi chia sẻ còn đăng những cái này lên, feedback này. Đấy, tất cả thì đều là những cái video của tôi hết, các bạn thấy chưa? Đấy, rất là tinh vi, đúng không? Sau đó gửi những cái vật phẩm mà nó không đúng với cái mà tôi chia sẻ. Đấy, không đúng một chút nào. Đấy, chưa kể là cái trang sau nhé, các bạn lưu ý này. Đấy, cái trang sau như này, có màu hồng hồng này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái này là màu hồng này, cũng y hệt như vậy luôn. Tôi nghĩ rằng là đây là một người làm. Đấy, đây là một người làm hai fanpage này, cũng y hệt như vậy. Và cũng đăng như thế này. Đấy, và cũng đăng như này vào đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, những cái vật phẩm là những cái tờ giấy in này nó thậm chí có năng lượng, đúng không? Rất là kém mà cực kỳ là nguy hiểm. Đấy, các bạn thấy chưa? Tất cả đều là những cái video mà tôi chia sẻ họ lợi dụng. Đấy, lợi dụng. Cũng có một bạn cũng nhắn tin chia sẻ với tôi rằng là thực khi là khi mà thầy được nhiều người biết đến thì không thể tránh được là rất là nhiều người họ sẽ có những cái hành vi trục lợi xấu dựa trên những cái uy tín, dựa trên những cái video mà thầy chia sẻ. Đấy, các bạn thấy nhá, rất là nhiều. Đấy, bạn nào mà chúng ta thấy những cái luồng thông tin như này, ở đây các bạn nhìn thấy làm gì có thông tin cá nhân đâu, không có một cái thông tin liên hệ nào, trang web thì không, mà số điện thoại cũng không. Đấy, điện thoại cũng không. Bởi vì để số điện thoại trong web đây thì chắc chắn là lộ, đúng không? Họ làm gì có trong web như của tôi, đúng không? Đấy, làm gì có cái số điện thoại liên hệ đâu, chắc chắn là số điện thoại là các
các bạn nếu là những người như này mà liên hệ các bạn thì các bạn cứ tra Zalo thì tôi tin chắc là nó sẽ ra một cái khác, ra một cái khác đấy. Đấy, các bạn lưu ý nhé, các bạn nào mà vào Facebook ở đây thì các bạn report cho tôi kênh này, cũng như báo cáo đây là một cái nội dung trang giả mạo của tôi nhé. Đấy, báo cáo nội dung rất là nguy hiểm, càng ngày càng nguy hiểm đúng không bạn? Đấy, đã giả danh fanpage rồi bây giờ lại giả danh cả bên tôi là gọi điện khách hàng. Đấy, rất là nguy hiểm. Hiện nay tôi đã liên hệ với một bạn là luật sư và sẽ lập vi bản để mà xử lý những trường hợp như này. Đấy, lập lại vi bản và sẽ có những cái biên bản để xử lý. Bởi vì như tôi chẳng hạn, tôi làm về ở phong thủy thì có những cái logo của mình mà mình phải đăng ký ở cục sở hữu trí tuệ nhé, lại có những cái đăng ký quyền tác giả như này. Đấy, có rất là nhiều những cái để mà bảo hộ, đây là bảo hộ về lương cái logo nhé các bạn, thấy không? Đây này, logo Minh Tuấn Phong Thủy này. Đấy, đấy gần các bạn nhìn logo Minh Tuấn Phong Thủy là đấy, chứng nhận là đăng ký quyền tác giả. Và chưa kể là có rất là nhiều những cái đăng ký khác mà tôi đang làm đăng ký là đăng ký về nhãn hiệu. Đấy, đăng ký nhãn hiệu. Đấy, vì vậy mà khi mà mình làm đúng không, mình phải lường trước những cái sự việc như này. Nhưng mà đã lường trước như này, đã đăng ký rồi nhưng mà vẫn có những trường hợp như này. Chắc chắn là những trường hợp như này tôi sẽ nhờ bạn luật sư để mà giải quyết những cái sự việc như này. Đấy, thì tôi muốn làm video để mình chia sẻ các bạn tránh nhé, tránh khi mà trong những gói hàng, gói vật phẩm mà tôi gửi cho các bạn thì kiểu gì thì kiểu thì các bạn lưu ý là sẽ có thông tin, một là mã QR, thứ hai là cái thư cảm ơn, thì các bạn thấy cái mã QR các bạn nên dùng điện thoại và quét. Quét thì nếu như là tôi ấy, thì nó sẽ ra một cái trang gọi là trang phong thủy Minh Tuấn nha. Đấy, thì tôi lúc nào cũng hỗ trợ với các bạn ở cái trang đấy. Thì các bạn cứ quét, ngoài ra thì phải có số điện thoại đúng không? Số điện thoại duy nhất của tôi đó là 0868662868. Đấy. Ngoài ra thì những cái số điện thoại khác là không phải tôi đâu. Đấy, vì vậy mà tôi rất là muốn làm video này để mà chia sẻ với các bạn, để mà hy vọng rằng là các bạn không bị những cái sự lợi dụng từ những người khác. Đấy, ví dụ như tôi có một chương trình quà tặng thì chắc chắn là tôi sẽ lên trên kênh chính của tôi là kênh này, kênh YouTube này. Và chắc chắn là sẽ có những cái video để tôi sẽ chia sẻ, công bố rộng rãi đúng không? Tặng quà là mình phải tặng cho tất cả những khách hàng, mình là phải công bố rộng rãi. Chứ không có chuyện là điện như vậy không có một cái thông tin chứng minh này. Lại còn bắt là thu phí ship là 70.000, rất là vô lý. Đấy, những người này hiện nay là đang làm ảnh hưởng đến tôi rất là nhiều, rất là nhiều. Vì vậy mà tôi cũng không muốn các bạn là bị họ lừa như vậy nữa. Đấy, vì bạn nào mà tiện thì các bạn là giúp tôi là vào những cái trang đây, những cái trang Facebook này, page này là report nhé. Đấy, các bạn xem cái ảnh nền đằng sau này, không có thông tin. Bởi vì trang của tôi vừa mới chia sẻ bạn là trang của tôi thì chắc chắn là sẽ có những thông tin liên hệ với mình như này đúng không? Đây này. Đấy, sẽ có những chỗ phải có trang web đúng không? Và phải có kênh YouTube, phải có số điện thoại của tôi là 0868662868. Số của tôi lúc nào cũng rất là nhiều, 6 và 8 các bạn lưu ý nhé. Đấy, ngoài ra thì những cái trang khác là chắc chắn là không phải những trang của tôi đâu. Đấy, vì vậy mà đấy, các bạn lưu ý thì tôi làm video này để mà hy vọng rằng là sẽ không còn ai bị những cái người như này, những cái đối tượng xấu như này lừa đảo dựa trên những cái sự uy tín của người khác. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi video này, và hy vọng rằng nếu như bạn là người theo dõi được video này thì hãy giúp tôi chia sẻ video này để mà những người khác họ tránh mắc phải những cái sai lầm, họ tránh bị những người khác lừa đảo lợi dụng. Cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo.